Hiện các địa phương phía Bắc đang bước vào kỳ thu hoạch rau vụ đông sớm. Đây là một trong những vụ sản xuất chính đem lại thu nhập cao của khu vực phía Bắc, bởi đây là thời điểm có khí hậu phù hợp để cây trồng phát triển, ít sâu bệnh hại. Tuy nhiên, đánh giá thị trường nông sản cuối năm 2022 thì nhiều loại nông sản giá đang giảm sâu. Mặc dù đã có lãi, nhưng giá trị vẫn thấp hơn từ 1/2 đến 1/3 so với các năm trước, khiến cho người nông dân thất thu, lo lắng cho thị trường nông sản cuối năm. Thường hàng năm, rau vụ đông sớm có giá khá cao, dao động ở mức từ 12.000 đồng 1 kg đến 20.000 đồng 1 kg, tùy theo loại rau củ như bắp cải, cà rốt. Thì năm nay giá của các loại nông sản này đã tụt dốc không phanh, chỉ còn 1/3 mức giá trên. Đánh giá tại địa phương có thế mạnh trong sản xuất cây vụ đông, mức giá này không phải là thấp bởi chúng vẫn mang lại lợi nhuận cho người trồng từ 3 đến 4 triệu đồng một sào. Nhưng so với mùa vụ thì giá của chúng đang ở mức rất thấp so với hàng năm, bởi hàng năm thì vụ đông sớm luôn mang lại lợi nhuận cao nhất trong năm đối với người trồng rau màu. Nếu như hàng năm, 7 sào bắp cải vụ đông sớm này của bà Tăng Thị Thoảng ở xã Gia Xuyên, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương sẽ cho thu nhập khoảng 8 đến 10 triệu đồng một sào. Thế nhưng năm nay con số này chỉ còn 3 triệu đồng. Theo người nông dân, mặc dù vẫn có lãi, nhưng công chăm sóc rau vụ đông sớm yêu cầu cao hơn. Thế nên đây là một trong những mức giá chưa đạt được như kỳ vọng của người trồng rau. Năm nay giá cả rau là năm nay quá rẻ. Thì mỗi năm là ở công ty này tôi bán là 300.000 một bịch rau 20 cân. Nhưng năm nay chỉ có 70.000, 80.000. Đến hiện tại giờ thì chắc là 50.000. Theo người trồng rau, năm nay thời tiết trong vụ đông sớm thuận lợi khiến cây rau phát triển nhanh. Điều này khiến sản lượng rau vụ đông sớm ước lượng tăng 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Sản lượng tăng khiến việc tiêu thụ gặp khó khăn. Sản lượng đang tiếp tục được dự báo dư thừa, giá thấp. Như cái củ cà rốt thì có thể là tồn đọng thì họ sẽ nuôi lại thu hoạch sau cũng được. Còn đặc biệt là như là cây bắp cải với lại súp nơ, su hào thì hiện tại là bây giờ cũng đang bị tồn đọng. Đấy. Thì dự kiến là nếu như mà mình tiêu thụ mà nó chậm đi một chút nữa thì sẽ bị dồn ở sau này, tôi nghĩ là rất khó khăn cho bà con nông dân. Thì đặc biệt là năm nay, năm trước và năm nay thì cái giá của cái phân bón rồi cái chi phí nhân công rất là cao, nên là nếu mà cái giá thành mà nó thấp như này thì cũng ảnh hưởng lớn đến bà con nông dân. Bên cạnh đó, theo người trồng rau, giá rau vụ đông sớm năm nay ở mức thấp là do diện tích rau vụ đông năm nay được mở rộng trên cả nước. Điều này dẫn đến thực trạng gần như địa phương nào cũng có rau để phục vụ tiêu dùng nội tiêu. Do đó, với doanh nghiệp có diện tích sản xuất rau vụ đông lớn khoảng 20 hectare như ông Trường thì chỉ còn hy vọng vào thị trường xuất khẩu. Hải Dương, Thái Bình, Thanh Hóa, nói chung là tất cả tỉnh phía Bắc nào họ cũng đều sản xuất được cái rau vụ đông hết. Nên là rồi phía Nam là như lúc trước là chỉ có Đà Lạt thôi, thì bây giờ cũng họ cũng đang phát triển là những vùng trồng như là Đắk Nông, Đắk Lắk đấy, cái sản lượng cũng rất là lớn. Chính cái đó mà những cái tỉnh phía Nam họ cung cấp ở trong phía Nam thì cũng rất là nhiều rồi đấy, cũng gần như là cũng đủ cái sản lượng để cung cấp đấy. Và đặc biệt là như ở miền Bắc mình thì những cái tỉnh thì hiện tại là họ cũng sản xuất được những cái cây rau để cung cấp cho thị trường ở các tỉnh. Chính cái đó mà bây giờ lượng hàng là dự kiến là năm nay sẽ nếu như không xuất khẩu được thì sẽ là sản lượng sẽ bị dư. Để ứng phó với những bất lợi tại thị trường trong nước, ngay từ rất sớm, nhiều hợp tác xã đã thực hiện sản xuất rau vụ đông theo chuỗi liên kết để bảo đảm đầu ra cũng như giá cả cho người trồng rau. Theo Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, vụ đông năm 2022, các địa phương phía Bắc có kế hoạch sản xuất 400.000 ha với sản lượng khoảng 5 triệu tấn, phấn đấu giá trị sản xuất đạt từ 38 đến 40.000 tỷ đồng, trung bình giá trị sản xuất đạt từ 95 đến 100 triệu đồng một ha. Trong đó tập trung phát triển một số cây trồng có giá trị kinh tế cao, liên kết sản xuất theo chuỗi, có hợp đồng bao tiêu sản phẩm, bảo đảm đầu ra. Cũng là vụ đông sớm, thế nhưng hợp tác xã Hoàng Nam Phát, tỉnh Hải Dương lại gần như không gặp bất lợi gì về thị trường cũng như giá cả. Trung bình mỗi ngày, đơn vị này xuất được 3 tấn rau vụ đông sớm như bắp cải, cà rốt, súp lơ đến các hệ thống siêu thị lớn trên cả nước. Đây là kết quả của việc hợp tác xã này đã tham gia liên kết chuỗi trong sản xuất rau. Từ đó mà giá rau vẫn đang cao hơn 1,5 lần so với thị trường.
Hiện nay thì các cái cây rau mà khi mà mình tham gia liên kết chuỗi thì là nó cao hơn thị trường từ 2 đến 30%. Ví dụ bắp cải thì bây giờ là 4.000. Đấy, súp lơ là 6.000. Cà rốt là 9.000. Trước đây thì chưa có liên kết chuỗi đấy thì người dân trồng ra và tự theo cái hướng tự phát. Nên là trồng thì nó không có sự quy hoạch. Nên nó có lúc thì rộ mùa thì mất giá mà lúc thì khan hụt thì không có hàng. Theo hợp tác xã này, khi tham gia liên kết chuỗi, những thành viên hợp tác xã chỉ cần lo về khâu sản xuất đúng quy trình mà doanh nghiệp liên kết yêu cầu. Còn lại, từ đầu vào đến đầu ra đã có doanh nghiệp liên kết lo. Việc thực hiện sản xuất theo nhu cầu thị trường là yếu tố quan trọng quyết định đến đầu ra cho sản phẩm. Từ đó gần như hạn chế tình trạng cung vượt cầu. Các sản phẩm của hợp tác xã thì chủ yếu là đi vào chuỗi siêu thị, các cửa hàng tiện lợi và bếp ăn công nghiệp và các trường học và chợ truyền thống, và sản lượng 50% là đi xuất khẩu. Để sản xuất đảm bảo liên kết các chuỗi và đặc biệt là để cái sản phẩm nó đạt các cái tiêu chuẩn ấy thì bên ngành nông nghiệp chúng tôi cũng đã tăng cường các cái công tác, thứ nhất về công tác tuyên truyền tập huấn, thì tập huấn kỹ thuật gồm là tập huấn để làm sao sản xuất theo những cái quy trình để giảm sản phẩm ra các cái sản phẩm an toàn. Cái thứ hai là cũng đã có các cái hoạt động liên quan đến cái việc hỗ trợ cho cái việc thực hiện cái sản xuất để được cấp các cái giấy chứng nhận sản xuất như Việt Gáp. Tuy nhiên, để thực hiện liên kết chuỗi với doanh nghiệp tại các tỉnh lân cận thì việc địa phương đó có doanh nghiệp tại chỗ sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người sản xuất. Điều này sẽ giúp giảm được chi phí logistics, vừa thuận tiện cho việc kiểm tra giám sát quy trình sản xuất của nông dân. Riêng đối với tỉnh Hải Dương, hiện có khoảng 20 doanh nghiệp tại chỗ thực hiện sơ chế, chế biến rau vụ đông. Để thúc đẩy sản xuất, nâng cao giá trị sản phẩm, tỉnh Hải Dương đang thực hiện nhiều chính sách hỗ trợ để thu hút các doanh nghiệp về hỗ trợ nông dân sản xuất, tiêu thụ rau vụ đông theo chuỗi liên kết. Phát huy tối đa lợi thế của các doanh nghiệp và tạo mọi điều kiện cho các doanh nghiệp vào đầu tư trên địa bàn Hải Dương. Và chúng tôi đã xây dựng các cái cơ chế, chính sách hỗ trợ theo nghị định 98 và nghị định 57 của Chính phủ. Đấy, và chúng tôi đặc biệt rất quan tâm đối với các doanh nghiệp vào thu mua chế biến và các cái sản phẩm tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp cho bà con, và nhất là cái rau củ quả. Và chúng tôi là một cái vùng trọng điểm, một cái vựa rau của khu vực đồng bằng sông Hồng. Xóm Niên Phong, xã Giao Phong là một trong những nơi có diện tích trồng màu lớn nhất của huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định. Với đặc thù là xã vùng bãi, gần biển nên để hoa màu có thể sinh trưởng phát triển tốt cho năng suất cao thì vấn đề nước tưới là hết sức quan trọng. Nhiều hộ gia đình trong xóm đã đầu tư hệ thống tưới tiên tiến tiết kiệm nước để sản xuất. Hệ thống này không những cung cấp đáp ứng đủ nước cho cây trồng phát triển mà còn góp phần giảm chi phí phân bón, tiết kiệm công sức lao động, từ đó giá trị cây trồng đã được tăng lên theo hàng năm. Nhìn chung thì làm cái hệ thống tưới tiêu này tự động này thì rất là tốt. Nó áp dụng thực tiễn ngay, tức là cho cây màu là đã cho năng suất rất cao, tưới tiêu rất thuận lợi, mà trồng rau trồng màu rồi là các loại cây trồng khác thì đảm bảo được, bởi vì cái vùng này là cái vùng là bên dưới là mặn, thềm dưới là rất mặn, cho nên là chỉ có tôn cạp lên và có cái sức tưới tiêu tốt thì mới đảm bảo được. Thì còn là làm được như này thì tôi cảm thấy là rất là tốt. Bên cạnh đó, nhiều hộ nông dân cũng đang xây dựng những mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ tốt cho sức khỏe của người sản xuất và người tiêu dùng, để từ đó cung cấp ra thị trường những nông sản có giá trị kinh tế cao. Tôi ở đây thì đang chuyển sang toàn bộ là dùng hữu cơ và hệ thống công nghệ cao hết. Toàn bộ như cái dưa mình cấy ở đây toàn bộ là hệ thống nhỏ giọt tự động hết. Và như em đang trồng nhà lưới kia toàn bộ là hữu cơ. Toàn bộ là nhà lưới là trồng hữu cơ và công nghệ của Israel đưa vào làm, đến bây giờ chúng là cũng đang chuyển đổi để làm cho sao là đưa ra được nguồn thực phẩm sạch. Nhà em đây là vừa làm lại vừa cung cây giống và cung toàn tất bộ là cung tất cả các thứ, chung là từ phân bón các thứ đang là chuyển sang hữu cơ cho dân. Vụ đông xuân năm 2022, toàn tỉnh Nam Định gieo trồng 11.000 hecta rau màu, trong đó tập trung vào các cây trồng chủ lực có giá trị và hiệu quả kinh tế cao như khoai tây, ngô, bí xanh, cà chua, khoai lang. Đối với những cây vụ đông ưa lạnh như khoai tây, một số loại rau ngắn ngày, đây là thế mạnh của tỉnh sẽ được mở rộng diện tích cũng như quay vòng để nâng cao giá trị thu nhập trên một đơn vị diện tích. Bên cạnh đó, đầu ra cho sản phẩm cây vụ đông cũng được tỉnh hết sức quan tâm.
cũng đẩy mạnh các cái mô hình liên kết chuỗi trong cái tiêu thụ sản xuất vụ đông. Trong đó có việc kêu gọi các doanh nghiệp, các đơn vị trong cái việc tiêu thụ. Đã có một số cái sản phẩm đã được tiêu thụ theo cái chuỗi. Nam Định là chúng tôi có một cái hiệp hội nông nghiệp sạch với khoảng 40 cái doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp sạch. Trong đó thì có một số cái doanh nghiệp là sản xuất và chế biến rau quả. Và các cái sản phẩm rau quả của tỉnh thì ngoài cái tiêu thụ trên địa bàn tỉnh thì cũng tham gia vào các cái hệ thống siêu thị, các cái chuỗi nhà hàng, các cái đơn vị góp phần tiêu thụ cái sản phẩm nông nghiệp cho người dân. Theo Cục Trồng trọt, trong 5 năm gần đây, diện tích sản xuất vụ đông ở các địa phương phía Bắc dao động xấp xỉ từ 380.000 đến 400.000 hecta, giá trị sản xuất tăng đều qua các năm. Một trong những nguyên nhân chính dẫn tới giá trị thu nhập cây vụ đông hàng năm đạt khá là do có sự chuyển dịch cơ cấu cây trồng từ hiệu quả thấp sang cây trồng có giá trị kinh tế cao hơn như nhóm rau ăn củ, ăn quả, rau chất lượng cao, ngô thực phẩm phục vụ ăn tươi, ngô sinh khối phục vụ chăn nuôi. Đồng thời, các địa phương đã chú trọng tổ chức sản xuất gắn với sơ chế, chế biến, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, có thị trường tiêu thụ ổn định, trồng giải vụ góp phần tăng giá bán. Trong đó, nhóm rau các loại duy trì được giá bán cao ngay từ đầu vụ đến cuối vụ, góp phần gia tăng thu nhập, tăng hiệu quả kinh tế trên đơn vị diện tích gieo trồng. Thống kê của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho thấy, nếu như năm 2015, cả nước có khoảng 407.000 hecta cây vụ đông, nhưng giá trị chỉ đạt hơn 22.300 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến năm 2022, diện tích cây vụ đông giảm chỉ còn gần 400.000 hecta, song giá trị lại đạt trên 34.500 tỷ đồng. Diện tích giảm, song giá trị lại tăng lên gấp rưỡi là do rau vụ đông ngày càng tiếp cận được nhiều thị trường xuất khẩu như Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, EU. Vụ đông thì diện tích thì có thể là không gia tăng và thậm chí là giảm đi, nhưng năng suất và sản lượng sẽ gia tăng. Và chúng ta cũng biết là các tiến bộ khoa học về giống thì rất nhiều những cái giống lai nó ra đời, năng suất thay vì cái giống thuần chỉ được 10 tấn một ta thì những giống lai có thể đạt là 15-20 tấn. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn khuyến cáo các địa phương cần cùng nhau chia sẻ thông tin về cơ cấu cây trồng nhằm tránh sản xuất cùng một loại cây tình trạng dư thừa sản phẩm khi thu hoạch rộ, tăng cường và đẩy mạnh xúc tiến thương mại để đưa sản phẩm cây vụ đông có mặt ở nhiều quốc gia, nhất là thị trường Hàn Quốc, Nhật Bản và châu Âu. Do đó, các địa phương cần xây dựng kế hoạch sản xuất linh hoạt và sáng tạo, bảo đảm sản xuất phải gắn với thị trường. Ngoài ra, cần chủ động tìm hiểu, tìm kiếm đầu ra, xây dựng kế hoạch sản xuất phù hợp ngay từ đầu vụ, đồng thời triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ về giống cây trồng, nhân rộng mô hình ứng dụng công nghệ cao, kêu gọi đầu tư liên kết chế biến và tiêu thụ sản phẩm,